cái này là mê quá cho nên dùng sắt thép để làm cái dàn bê tông vòm. Đây, hắn đây. Ok, làm lại nè. Cái này là vô đàn đúng không? Cái này vô đàn. Cái này vô tới com. Com. Tới thằng Ubray. Tới nồi. Xong tới nồi. Xong tới EW. Xong input vô này đúng không? Dạ. Rồi cái này send return là của hai thằng này. Ủa, cái này em vô đúng không? Cái này là gì? Này output. Out về in. Cái này phan sai rồi. Sai rồi. Cái này là output, nó vô return. Xong rồi send. Cái thằng này nó thấy qua thằng cái in này nó qua output này. Rồi cái in này nó vô send trở lại nè. Vậy là thằng này nó sai rồi. Return. Thằng này output nè, vô return. Nó là delay ở đứng trước. Return. Xong rồi input. Cái này là gì? Này là input vô output thằng kia. Rồi cắm một cổng vô send trở lại. Ok, sau khi thì học hồi nãy giờ thì đã set xong, đã câu xong tất cả, đã sắp xếp xong hết mọi vị trí cho mấy cái cục của Phú. Cục này rất là xịn nha. Cục này tên là cái gì? Carl Martin, đọc coi Phú nghe Phú. Em thua tiếng Anh. Ok, Carl Martin của cái hãng gì đây? Của hãng này là hãng gì? Carl Martin luôn. Này là Panama. Cái cục này cái tiếng rất là hay. Nhưng mà trên cái dạng đồ này thì nó không có hay lắm, nó chỉ vừa đủ thôi. Cái cục này là delay, reverb, EQ, noise gate, com. Nói chung là đủ ổn. Rồi đánh cái gì nghe Phú? Đánh cái gì cho hay hay nha, đánh dở không thu lại. Okay. Đánh mạnh lên nghe coi. Đó, cái ổn. Đánh cái gì là ai vậy không biết. Ừ. Đánh kiểu này chắc cho học thêm 8 năm nữa quá. Ok, nghe cái sao ổn rồi đó. Đây là cái bao để nó đựng nè. Trời đất ơi. Đựng vô đi coi, đựng vô coi chiêm ngưỡng coi. Cái bao này giống bao bố quá vậy. Cái bao này đựng cajon nè đúng không? Bao đựng loa. Cái bao đựng loa. Bao đựng loa mà đi đựng cái dàn bê đan này. Ôi trời ơi, cái này toàn sắt thép ha. Nghĩ sao mà lấy cái dàn sắt thép này của má hả? Chạy má em cắt ra em làm. Rồi chắc má làm bài má chửi suốt ngày chứ làm cái gì. Giờ lỡ mê quá. Chơi cái gì mà ai vậy không? Ok.